bài kinh thanh tẩy ký ức. Hỡi siêu nhiên siêu thức, hãy xác định cội nguồn của những cảm giác ý nghĩ của tôi về nỗi lo lắng này. Hãy đưa từng cấp, lớp, mảng và khí cảnh thuộc về bản thể của tôi về với cội nguồn này. Hãy phân giải nó một cách hoàn hảo với chân lý của tạo hóa, đi xuyên qua tất cả các thế hệ thời gian và vĩnh cửu. Hãy chữa lành mọi chuyện và mọi hệ lụy dựa trên cội nguồn. Xin hãy thừa hành trên ý của tạo hóa cho đến khi tôi tỉnh thức, tràn đầy ánh sáng và chân lý. Hỡi tạo hóa an lành và yêu thương, hãy tha thứ cho bản thân tôi về nhận thức sai lạc. Hãy tha thứ cho mọi con người, nơi chốn, hoàn cảnh và sự kiện đã góp phần vào vấn đề này, những cảm giác và ý nghĩ này. Hỡi siêu nhiên siêu thức, hãy xác định cội nguồn của những cảm giác ý nghĩ của tôi về nỗi lo lắng này. Hãy đưa từng cấp, lớp, mảng và khí cảnh thuộc về bản thể của tôi về với cội nguồn này. Hãy phân giải nó một cách hoàn hảo với chân lý của tạo hóa, đi xuyên qua tất cả các thế hệ thời gian và vĩnh cửu. Hãy chữa lành mọi chuyện và mọi hệ lụy dựa trên cội nguồn. Xin hãy thừa hành trên ý của tạo hóa cho đến khi tôi tỉnh thức, tràn đầy ánh sáng và chân lý. Hỡi tạo hóa an lành và yêu thương, hãy tha thứ cho bản thân tôi về nhận thức sai lạc. Hãy tha thứ cho mọi con người, nơi chốn, hoàn cảnh và sự kiện đã góp phần vào vấn đề này, những cảm giác và ý nghĩ này. Hỡi siêu nhiên siêu thức, hãy xác định cội nguồn của những cảm giác ý nghĩ của tôi về nỗi lo lắng này. Hãy đưa từng cấp, lớp, mảng và khí cảnh thuộc về bản thể của tôi về với cội nguồn này. Hãy phân giải nó một cách hoàn hảo với chân lý của tạo hóa, đi xuyên qua tất cả các thế hệ thời gian và vĩnh cửu. Hãy chữa lành mọi chuyện và mọi hệ lụy dựa trên cội nguồn. Xin hãy thừa hành trên ý của tạo hóa cho đến khi tôi tỉnh thức, tràn đầy ánh sáng và chân lý. Hỡi tạo hóa an lành và yêu thương, hãy tha thứ cho bản thân tôi về nhận thức sai lạc. Hãy tha thứ cho mọi con người, nơi chốn, hoàn cảnh và sự kiện đã góp phần vào vấn đề này, những cảm giác và ý nghĩ này. Hỡi siêu nhiên siêu thức, hãy xác định cội nguồn của những cảm giác ý nghĩ của tôi về nỗi lo lắng này. Hãy đưa từng cấp, lớp, mảng và khí cảnh thuộc về bản thể của tôi về với cội nguồn này. Hãy phân giải nó một cách hoàn hảo với chân lý của tạo hóa, đi xuyên qua tất cả các thế hệ thời gian và vĩnh cửu. Hãy chữa lành mọi chuyện và mọi hệ lụy dựa trên cội nguồn. Xin hãy thừa hành trên ý của tạo hóa cho đến khi tôi tỉnh thức, tràn đầy ánh sáng và chân lý. Hỡi tạo hóa an lành và yêu thương, hãy tha thứ cho bản thân tôi về nhận thức sai lạc. Hãy tha thứ cho mọi con người, nơi chốn, hoàn cảnh và sự kiện đã góp phần vào vấn đề này, những cảm giác và ý nghĩ này.